Kính Đức Thánh Thần và tất cả chúng ta đã lãnh nhận cuộc sống và tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi với con? Nhưng mà làm vô để tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính với con? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và đọc đầu tội lỗi với con? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là cha quả mang đơn tạo thành trời đất không? Anh chị em có những ý nghĩa như sư do con bỏ Thiên Chúa giúp chúng ta xin bởi những chính nữ Maria đã chỉ ngồi mà hai tháng đã sống lại từ con chết và đang ngồi bên hữu Chúa Cha con? Anh chị em có những ý nghĩa Chúa đang cần đi ngồi thánh công giáo đi có thánh công công đi các ba tổ đi sắp sống lại và sự sống tin kiểu con? Thiên Chúa và Thánh Đại Cha Giêsu Châu chúng ta trả lại mọi tội và tái sinh anh bởi nước và Chúa Thánh Thần, chính người sức cầu cũng đổ cho anh để sau khi nhập vào với dân người, anh mãi mãi là chi thể của Kitô và tư thế tiên tri của tư thế cũng có sống đời đời. Chúa đã hứa ban để nhờ đó một khi trở nên sống Chúa Kitô hơn, anh mà chúng về của
và trở thành chi thể hoạt động của thánh hầu xây dựng hiện thể Chúa Kitô trong các thông tin và công hiến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa và các thánh linh ban chặt chẽ cho thân thần sống trên người thân toàn này, để Chúa thánh thần dùng mất người dồi dào của người mà làm cho người thân toàn này thêm vững mạnh về sức giờ để nên sống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa và ban đại gia Thánh Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh hơi thở xuống đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì này Chúa xin ban cho Thánh Thần đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí thông hiểu và sức mạnh, thần trí suy nghĩ và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng